Cứ chê trứng thành bóng, nhưng hãy thấy chân dài là ngứa ngáy bình phỏng ngay trong một nốt nhạc. Đừng ai chê trứng thành bóng nữa, bởi chỉ cần nhìn thấy gái đẹp là anh đã hành động luôn và ngay. Dù đã cưới Harugon được hơn 2 năm, tuy nhiên giới tính của Trấn Thành vẫn luôn bị bàn tán và đặt dấu hỏi. Có nhiều tin đồn rằng anh cặp với đồng nghiệp nam, tuy nhiên đều là vô căn cứ. Nếu những ai còn băn khoăn về chuyện này có lẽ cần xem xét hết loạt ảnh dưới đây để biết Trấn Thành là thẳng hay cong. Nếu cong thì liệu rằng anh có những phản ứng như thế này khi gặp những người đẹp khoe ngực, khoe chân gợi cảm. Đầu tiên là khi thấy các cô nàng khoe vòng một táo bạo, ví dụ như Harugon trong bức ảnh này, thì Trấn Thành khó mà kim lòng. Hay đứng trên sân khấu thì anh cũng tranh thủ liếc đôi chút. Đàn chị Kỳ Duyên mặt kính như bưng mà Trấn Thành cũng phải dòm chút mới yên tâm. Có lần Trấn Thành còn hồn nhiên vuốt trên ngực vợ để khoe chiếc áo mới. Trên sân khấu, đang hát phiêu thì bàn tay của Trấn Thành cũng phiêu theo điệu nhạc. Không chỉ vậy, anh còn tích cực ôm ấp rồi có những cử chỉ thân thiết. Bất kể trên sân khấu hay hậu trường thì anh đều thân mật với Angela Phương Trinh. Phương Trinh Jolie cũng thở không ra hơi vì bị Trấn Thành gặm má. Bức ảnh Thanh Hằng khoe chân dài miên man, Trấn Thành vào khen đẹp xuất sắc. Khi Harugon vặn vẹo chồng, Trấn Thành chẳng ngại đáp trả ngay. Hay một lần Trương Vịnh Anh khoe ngực trễ nải thế này, thì làm sao mà Trấn Thành bỏ sót comment cho được. Bạn gái cũ Mai Hồ đang ảnh than mệt, Trấn Thành chẳng hỏi han mà chỉ bình luận ôi vếu, đã vậy còn tung hứng với Trịnh Thăng Bình nữa. Con kiếm tiền giỏi, bố mẹ Nhã Phương an nhàn hưởng thụ, nhìn cuộc sống bố Trường Giang mà giật mình. Bố mẹ Nhã Phương đi du lịch khắp chốn sống an nhàn, còn bố Trường Giang vẫn sống rất giản dị ở quê. Trường Giang Nhã Phương là một trong những cặp đôi hot nhất hiện nay. Sau khi tổ chức đám cưới sinh con, đời tư của cả hai càng khiến mọi người tò mò. Hiện tại sau khi cuộc sống hôn nhân ổn định, Nhã Phương đang tích cực quay lại hoạt động nghệ thuật, còn Trường Giang thì vẫn chạy show đều đều. Nếu bàn về thu nhập của cặp vợ chồng này thì có lẽ chẳng cần phải nói nhiều, vì cả hai đều có cát xê cao, chạy show nhiều thì thu nhập cao là điều rõ ràng. Cuộc sống Trường Giang Nhã Phương đầy đủ, nhưng cuộc sống của bố mẹ cặp đôi thì sao? Có thể thấy bố mẹ Nhã Phương sống an nhàn, thường xuyên cùng các con đi du lịch khắp nơi, ăn uống ở nhà hàng khách sạn. Trái lại, bố Trường Giang lại có phần giản dị, ông vẫn sống ở quê sinh hoạt quay quần, vui vẻ bên con cháu. Mặc dù vật chất thể hiện không được như gia đình Nhã Phương, tuy nhiên về mặt tinh thần thì lúc nào cũng thoải mái vui vẻ. Nhã Phương và Trường Giang là một trong những cặp đôi hot và hốt bạc nhiều nhất trong showbiz. Bố mẹ Nhã Phương thường xuyên đi du lịch cùng con cái, Trường Giang cũng có nhiều khoảnh khắc vui chơi cùng gia đình vợ. Tuy nhiên với các khoảnh khắc trong gia đình anh thì hầu như không có anh. Gia đình Nhã Phương đông chị em nên đi đâu cũng vui vẻ quay quần. Chị em Nhã Phương thường xuyên đưa bố mẹ đi du lịch trong và ngoài nước. Cuộc sống gia đình Nhã Phương trước kia vất vả, nhưng hiện tại đã thay đổi rất nhiều. Mẹ Nhã Phương thường xuyên có ảnh đi ăn, đi chơi cùng các con. Còn bố Trường Giang thì vẫn sống rất giản dị ở quê. Hình ảnh của ông trong đám cưới của Trường Giang Nhã Phương, phong cách của ông lúc nào cũng giản dị và chân nhất. Thỉnh thoảng bố Trường Giang cũng cùng các con đi chơi. Cuộc sống tuổi già quay quần bên con cháu thì còn gì vui bằng. Bố Trường Giang có nhiều khoảnh khắc vui vẻ bên các con và các cháu trong gia đình. Thu Trang, chồng tôi ăn bánh trả tiền thì được, nhất quyết không được nuôi. Thu Trang đã có những chia sẻ về bộ phim Chị 13 và quan điểm hôn nhân với nghệ sĩ hài Tiến Luật. Tôi không bao giờ dám bán nhà, cầm nhà hay bán xe để chơi cuộc chơi quá lớn mà không chắc cầm được gì trong tay. Chào Thu Trang, trên phim Trường chị từng bảo, sau phim này sẽ không đóng phim hành động nữa vì quá mệt, đến giờ chị có đổi ý không? Mệt và khổ thật, đến giờ tôi mới thấy Ngô Thanh Vân giỏi, phim Hai Phượng cô ấy đánh võ từ đầu đến cuối. Tôi đánh võ như thế chắc quay cuồng, xưa giờ đóng phim có cảnh đánh đấm cũng chỉ võ công mèo cào, xong là bỏ chạy. Trước đó tôi có tập với Cascader, tập là một chuyện, khi vào diễn lại là chuyện khác. Người ta tập mấy năm mới ra được thế đó, bộ đó, tôi tập chỉ một tuần. Để dễ đóng phim chắc chắn sẽ bị trục trặc nhiều. Phim của chị có đầu tư và nội dung, phim lại hơi bị dài, tại sao chị không cắt gọn lại để mang chất điện ảnh nhiều hơn? Phim đưa đến khán giả đã là bản chỉnh chu nhất, bản đầu tiên sau khi quay và dựng đến 220 phút, hiện tại phim chỉ có 90 phút thôi. Ngay cả bản thân tôi và nhà phát hành cũng không tin tưởng bản thân mình. Vì là phim đầu tay của tôi, chúng tôi quyết định mời anh đạo diễn Hàm Trần vào dựng. Anh ấy bảo phim này không sửa nhiều, anh ấy chỉnh lại và cho ra bản cuối. Anh ấy chỉ bố cục và liều lượng lại cho phim logic và không bị dài. Chúng tôi phải nhắm đến lượng khán giả đại trà nên phải có sự giao đãi tạo không khí vui từ đầu. Tất cả đều có sự tính toán rất kỹ.
Chị xem lại thấy cách diễn của mình đã khiến chị hài lòng và sẽ sửa đổi điều gì nếu được làm lại. Nếu được làm lại, tôi sẽ làm tới hơn chút đỉnh. Vì tôi biết chắc tôi không làm được. Bản thân tôi muốn giữ bộ phim này an toàn khi ra rạp. Tôi đã cân đong đo đếm rất nhiều từ kịch bản đến khi quay hình, sao cho an toàn nhất, không đi vào vết xe đổ của một bộ phim trước. Tôi đã tính kỹ xem bỏ gì và giữ gì, đơn giản một điều. Hai băng đi thanh toán nhanh cầm gậy là đã sai với đời thực, nhưng chúng tôi không thể cầm mã tấu lên phim. Tôi có sự tiết chế khi lên phim, tôi chỉ hy vọng câu chuyện thu hút khán giả để quên đi những hạt sạn nhỏ như đã nói. Phim Hai Phượng của Ngô Thanh Vân đã vượt mốc 200 tỷ, chị có áp lực không? Chắc chắn là không áp lực, tuy nhiên có mơ ước con số đó, vì giấc mơ không bị đánh thuế nên cứ mơ, còn được hay không là do khán giả thương trời thương, sống chết có số, phú quý do trời. Ngoài doanh thu ra, sự thành công của công việc tôi đang làm rất quan trọng. Đây là bộ phim điện ảnh đầu tiên của tôi và anh Luật sản xuất. Nó được xem là cột mốc và vợ chồng tôi bước sang giai đoạn sản xuất phim điện ảnh, phim chiếu rạp. Tôi muốn thành công phim này để có uy tín trong nghề sản xuất phim chiếu rạp. Tôi không muốn mọi người nghĩ chúng tôi chỉ đóng hài và sản xuất phim hài nhảm. Chị 13 này, ngoài những miếng hài cũng có những thông điệp rất quan trọng. Trong phim này, nhiều người thấy nhân vật chị 13 kém nổi bật hơn nhân vật của Tiến Luật, Huỳnh Đông, Khương Ngọc, chị nghĩ sao? Điều này đúng tùy theo cảm nhận của mỗi người. Thông thường, vai chính dễ trở thành vai dẫn chuyện. Câu chuyện xoay quanh nhân vật chính trong các vai rìa, vai phụ mới là tuyến vai hấp dẫn. Nếu nhân vật của tôi hài quá lại mất chất nhân vật chị 13. Biết được yếu điểm đó nên tôi phải cấm các nhân vật xung quanh mình để tạo tiếng cười. Tôi thường nhìn vào cái chung hơn là làm cho vai diễn của mình nổi bật. Là vợ chồng ngoài đời, khi đóng cảnh tình tứ trong phim, chị và anh Tiến Luật. Gia đình là số 1 phần 2 bị chê Thúy Diễm. Tôi diễn hơn 100 vai, chưa ai trong ngành chê dở cả. Bộ phim Gia đình là số 1 phần 2 đã công chiếu được 11 tập. Thời gian qua, bộ phim đã và đang nhận được sự chào đón nồng nhiệt của khán giả. Tuy vậy, phim cũng nhận được không ít phản hồi của khán giả về diễn xuất của diễn viên, đặc biệt là Thúy Diễm và bé Bảo Ngọc. Lý giải vấn đề trên, nhà sản xuất cho biết chúng tôi còn rất nhiều chiêu. Gia đình là số 1. Phần 2 là bộ phim kể về những mẩu chuyện nho nhỏ xảy ra từ cuộc sống sinh hoạt hàng ngày trong một gia đình vui nhộn. Mỗi thành viên đều có một cá tính và cách sống khác nhau. Chính điều này đã tạo nhiều tình huống dở khóc dở cười cho bộ phim. Đây là một trong những sitcom về đề tài gia đình thành công nhất của đài truyền hình MBC tại Hàn Quốc. Sau khi được mua bản quyền phát sóng, bộ phim này cũng trở nên nổi tiếng tại Việt Nam. Sau 11 tập ra mắt, bộ phim đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt của khán giả. Bên cạnh đó, cũng có không ít lời phàn nàn về khả năng diễn xuất của diễn viên trong phim, đặc biệt là Thúy Diễm, vai Thám Hoa, và bé Bảo Ngọc, vai bé Lam Chi, Harry bản Việt. Thúy Diễm chia sẻ sau khi đọc được những bình luận trái chiều về nhân vật của mình, mỗi ngày sau khi xem phim xong, đều lên mạng đọc bình luận của khán giả. Nếu cái tốt thì phát huy, cái nào chưa tốt thì cải thiện để nhân vật trong phim được hoàn thiện hơn. Còn đạo diễn bộ phim Nhật Trung cũng chia sẻ anh rất áp lực với vai diễn Harry bản Việt vì ở bản gốc Jin Ji Hee đóng vai Harry Đức Đạt và sẽ rất khó cho bé Bảo Ngọc để đóng tròn vai Lam Chi như Ji Hee. Tôi định sẽ xây dựng vai Lan Chi theo hướng của mình. Ban đầu cô bé sẽ bị khán giả ghét rồi dần dần thay đổi sau. Tuy nhiên tôi cũng không ngờ là phải cho Lam Chi thay đổi sớm như vậy. Còn về phần Thúy Diễm đã diễn hơn 100 vai rồi nhưng chưa ai trong ngành bảo cô ấy diễn dở cả. Lý giải lý do khiến Thúy Diễm bị khán giả chê, anh cho rằng do giọng Thúy Diễm quá yếu nên trong quá trình quay và thu âm trực tiếp, cô phải tăng tông âm lên nên nghe giống như có vẻ đang gào thét gây khó chịu cho khán giả. Đồng thời, đạo diễn Nhật Trung cũng bày tỏ niềm vui khi bộ phim mới ra mắt đã được rất nhiều người hâm mộ chú ý và xin hứa rằng anh và ekip sẽ lắng nghe những lời góp ý từ khán giả để thay đổi bộ phim cũng như diễn viên theo hướng tích cực hơn. Phía nhà sản xuất bộ phim cũng bày tỏ, một bộ phim quan trọng nhất là sự chuyển biến, phát triển của nhân vật. Khán giả yên tâm, bộ phim mới chỉ đi được 1 phần 12 chặng đường, chúng tôi còn rất nhiều cách để nâng bộ phim lên. Anh cũng hy vọng khán giả Việt hãy đón nhận Gia đình là số 1 phần 2 với cái chất Việt Nam chứ không phải một phiên bản y xì với bản Hàn. Vẫn còn quá sớm để đưa ra nhận xét rằng dàn diễn viên trong phim có thực sự làm tròn vai diễn của mình không. Với chặng đường dài hơi cũng biết bao nhiêu drama đón chờ phía trước. Cùng chờ đón xem Gia đình là số 1 phần 2 bản Việt có khiến người xem thỏa lòng mong chờ không nhé. Sau Khánh Ngô, Hương Giang tiếp tục được trai đẹp tỏ tình trên sóng truyền hình. Chàng rể quốc dân Lê Đức đã khiến Hương Giang quặn thắt con tim.
khi dùng những lời tỏ tình cực ngọt ngào, anh chàng Hải Nam tấn công Hoa hậu Hương Giang bằng những lời nói chân thật của lòng mình. Một trong những điều thú vị tại Quý ông đại chiến mùa 2 chính là Hoa hậu Hương Giang sẽ hành hạ các chàng trai trong những thử thách. Bén duyên với những chương trình có hàng loạt cực phẩm nam nhân, thế nhưng Hương Giang vẫn thường xuyên không kiềm chế được bản thân trước những chàng trai phong độ và đa tài. Các quý ông lịch lãm xuất hiện ở tập đầu tiên của chương trình bao gồm 4 chàng trai đến từ Hà Nội, Lê Đức, Hải Nam, Kê Anh Trung, Lê Thành và anh chàng duy nhất ở thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Phát. Vừa mới xuất hiện, các chàng trai phải giới thiệu bản thân để chiếm được trái tim của 200 cô gái tại trường quay. Không ngần ngại chớp lấy thời cơ, các quý ông liên tục thả thính cực gắt dàn khách mời tại chương trình, đặc biệt là cố vấn Hương Giang. Chàng trai làm dậy sóng cộng đồng mạng với biệt danh chàng rể quốc dân Lê Đức đã khiến Hương Giang quặn thắt con tim với lời tỏ tình cực ngọt ngào. Khi tiết lộ mình đã cảm nắng Hương Giang nhiều lần và đó đều là do lỗi của cô hoa hậu xinh đẹp này. Chưa dừng lại ở đó, anh chàng Hải Nam cũng quyết định không để thua đối thủ, tiếp tục tấn công Hoa hậu Hương Giang bằng những lời nói chân thật của lòng mình. Thế nhưng không chỉ có Hương Giang được tỏ tình ngọt ngào từ các thí sinh, diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc cũng đã có một màn thổ lộ tình cảm từ chàng trai Kê Anh Trung bởi một lý do anh chàng đã là fan của Lan Ngọc từ rất lâu. Ngoài ra, ở dàn nghệ sĩ khách mời trong tập đầu tiên, cố vấn xuyên suốt chương trình Hương Giang đã không thể ngờ mình đã chạm trán ngay Karen Nguyễn, cô bạn thân cũng như là tình địch đã cướp người yêu của mình ngay tại sân khấu. Chia sẻ ngay với MC Thành Trung, Karen là người một khi đã muốn gì rồi thì nhất quyết sẽ giành lấy cho bằng được. Ngay lập tức, Hương Giang liền phản pháo ngay với Karen. Gu của em là ai? Em nên chọn trước đi nhé, đừng tranh giành của chị nữa nha. Có thể nói Hương Giang là một trong những người đẹp may mắn khi cô liên tục được các anh chàng soái ca tỏ tình trên sóng truyền hình. Hy vọng trong thời gian sắp tới, Hương Giang sẽ tìm được chàng trai của đời mình.